Người phát ngôn của Bộ Y tế Bỉ mới đây đã lên tiếng khẳng định biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Anh gần như đã lan ra toàn thế giới. Tuy nhiên, thì thời điểm hiện tại, tốc độ lây lan của biến thể virus mới có phần chậm hơn là nhờ các quốc gia đã tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Kể từ đầu đại dịch, Bỉ đã ghi nhận khoảng 650.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 20.000 ca tử vong. Hiện tại, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 85 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 1,8 triệu ca tử vong do COVID-19. Biến thể mới BB.1.1.7 của virus SARS-CoV-2 được giới chức Anh chính thức lên tiếng xác nhận vào giữa tháng 12 năm 2020 và từ đó lây lan rất nhanh. Anh hiện vẫn đang cố gắng hạn chế tình trạng lây lan của biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao tới 70% này. Và các nghiên cứu sâu hơn đang được thực hiện trên biến thể mới. Trong khi đó, các nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19 của Đại học Oxford tại Anh cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi đáng lo ngại hơn biến thể được phát hiện ở Anh, khi đã biến đổi đáng kể về cấu trúc protein và có thể sẽ bị vô hiệu hóa các loại vaccine.